một cái nhà sản xuất á, giống như là mình dĩ nhiên là một cái bài học về Mác Lênin ha, đó là chúng ta lao động thì chúng ta phải có công cụ lao động. Vậy thì công cụ lao động của nhà sản xuất là gì? Thứ nhất là chúng ta phải có thẩm mỹ, chúng ta phải duyệt hết tất cả những cái creative, những cái về sáng tạo, thì chắc chắn là chúng ta phải biết được, không cần phải làm giỏi nhưng chúng ta phải biết được về Photoshop, một tấm hình ảnh màu sắc ra sao, bố cục thế nào, chữ nghĩa thế nào là gọi là đẹp, để chúng ta có thể nói với các bạn creative ra chỉnh sửa cái thiết kế đó. Thứ hai là Premiere. Thực ra là có hai option để mà làm về dựng phim, một là Premiere, hai là cái một cái của Apple, em không dùng nên em không có nhớ tên lắm. Thì các bạn cũng phải biết về Premiere để khi các bạn coi một cái file hình ảnh, các bạn biết là cái clip đó đang được edit như thế nào, ra sao, rồi mọi thứ các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn phải biết. Thứ ba là Microsoft Excel. Gần như Excel là cái app quan trọng nhất mà các bạn sẽ phải sử dụng hàng ngày khi mà bước ra cuộc đời. Về ngân sách các bạn cũng làm trên Microsoft Excel. Đúng rồi. Về timeline các bạn cũng làm trên Microsoft Excel. Và các bạn kiểu phân chia bố cục mọi thứ cũng trên Microsoft Excel. Đúng rồi. Cho nên học cái phần Microsoft Excel này là một cái cực kỳ quan trọng mà ngày xưa lúc ở sinh viên á, anh không được, không ai nói cho anh biết hết. Và ra ngoài anh đã tốn rất nhiều tiền đi học những cái lớp kế toán. Em có học về kế toán chút xíu, nói chung không nhiều lắm, nhưng mà là ít ra là em biết làm bằng công thức mọi thứ, em biết điều phối cái chuyện đó. Rất nên. Cho nên là các bạn bây giờ các bạn biết rồi đó, hãy tập trung học cái môn tin học, học hay Excel. Quá. Và cuối cùng là PowerPoint. PowerPoint là nơi chúng ta thể hiện được hết tất cả mọi thứ, hình ảnh ra sao, ý tưởng ra sao, sản xuất ra sao. Chính xác luôn. Mọi thứ là chúng ta trình bày cho nhà tài trợ là qua PowerPoint hết. Cho nên là còn Word thì nó là typing. Mình Word thì tốt được thì tốt, còn nếu không thì ưu tiên hai cái kia. Không bỏ qua nó nhưng mà là vẫn ưu tiên hai cái phần kia. Yeah. Vậy em hình như là sau anh có trước khi mà đến với cái buổi talk show này thì em có được xem cái mô hình đào tạo, cái quy trình đào tạo của trường mình. Đúng rồi. Thật sự là rất là nhiều những cái môn mà thực chiến. Cho nên đó là một cái gợi ý nhỏ cho các bạn, đó chính là trong cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường khi được học cái môn đó thì các bạn hãy đối xử với cái môn học đó một cách thành tâm nhất, chỉnh chu nhất và siêng năng nhất. Và cái thứ hai là chúng ta học nó, làm nó với cái tư thế của một người sẽ làm việc chuyên nghiệp. Anh ví dụ tại sao chúng ta không, thậm chí sau buổi hôm nay các em có thể inbox Facebook cho anh ơi cho em xin một cái template thực sự ngoài đời là các anh đi bán tài trợ cho một cái chương trình như thế đó, anh sẽ cho tụi em cái template đó. Và khi tụi em làm chương trình, tại sao tụi em không xây bài theo cái template mà thật sự dân chuyên nghiệp họ làm? Thì mình đã thực hành sẵn cùng một lúc với việc học thì nó sẽ rất là tốt, tốt như là chúng ta đi làm bên ngoài kìa. Và mình sẵn sàng chia sẻ điều này với các bạn ở thế hệ tiếp theo, đúng không? Chắc chắn. Em rất là sẵn sàng, bởi vì thật ra nói đúng hơn là hiện tại là cái tình huống của em giống như em đang giải nghệ đó, em không làm chương trình về truyền hình nữa. Em rất là sẵn sàng. Hay quá. Giờ em chỉ sản xuất cho những nghệ sĩ mà em đang làm việc cùng thôi. Cho nên là nó cũng nít lại rồi. Nên em rất là sẵn sàng chia sẻ.